Người phụ nữ đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên hiện ra một chuyện kỳ lạ. Bình thường chú mèo rất ngoan ngoãn, đột nhiên sợ hãi nằm trong góc. Nó nhìn xuống gầm giường mà không động đậy, giống như ở đó có thứ gì đó đáng sợ. Người phụ nữ nhìn thẳng vào gương thì phát hiện dưới gầm giường có một bóng đen. Cô ấy sợ hãi che miệng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy người khác, liền nhìn lại lần nữa. Quả thật là một người đàn ông. Các tế bào não của người phụ nữ đang hoạt động nhanh chóng. Chỉ thấy cô ấy cẩn thận nhặt một chiếc gối bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ném nó xuống gầm giường. Bằng cách này có thể che đi tầm nhìn của đối thủ. Người phụ nữ bị dọa đến nỗi ướt hết cả người, tâm trí lại bắt đầu quay cuồng. Khi người phụ nữ muốn lấy điện thoại để báo cảnh sát thì phát hiện ra điện thoại đã tắt vào thời điểm quan trọng. Sự bất lực và tuyệt vọng đã chiếm lấy tâm trí. Chờ cho đến khi bình tĩnh lại một chút, cô ấy muốn lấy dây sạc điện thoại, nhưng chợt phát hiện ra gối đã đè vào dây sạc. Cô ấy sợ hãi vội vàng thu tay lại. Sau khi cô ấy suy nghĩ kỹ lại, vẫn là quyết định thử một lần nữa. Không ngờ vừa rút dây sạc ra, chiếc gối cũng di chuyển. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, người phụ nữ cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên. Người đàn ông thấy vậy liền lập tức tiến lên khống chế cô. Lúc này cô bị dọa đến mức chết lặng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Sở dĩ người đàn ông chỉ đang chuẩn bị cướp bóc, nhưng lại thấy đối phương xinh đẹp, cuối cùng quyết định tiến hành đồng bộ. Không ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người đàn ông ngửi mùi hương trên cơ thể người phụ nữ, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị người phụ nữ đánh đòn phủ đầu trước. Lợi dụng lúc người đàn ông đang bị đau, cô ấy nhanh chóng chạy vào phòng tắm và khóa chặt cửa lại. Người đàn ông ở ngoài điên cuồng đập cửa, nhưng chất lượng của cửa khá tốt. Người phụ nữ ở trong nhà tắm rất lo lắng. Cô ấy trốn trong nhà tắm và run rẩy. Người đàn ông trông vẻ bất lực, chuẩn bị lấy đồ ăn cắp và bỏ chạy thì phát hiện cửa đã bị khóa, nhưng chìa khóa lại nằm trong tay người phụ nữ. Người đàn ông nháo nhác, vẫn là quyết định loại bỏ người phụ nữ trước. Người phụ nữ lúc này đang kêu cứu, cố gắng để người hàng xóm bên cạnh có thể nghe thấy. Không ngờ lúc này người đàn ông đó vẫn còn phá cửa. Thấy rằng đây không phải là cách giải quyết, sớm muộn gì thì người đàn ông sẽ vào được. Cô ấy chợt nhớ ra lời chồng dặn, khi mà dây điện máy sấy tóc bị hở, bất cứ lúc nào cũng có thể bị điện giật. Cô gái đã nhanh chóng giật đứt dây điện, sau đó để dây điện đang có dòng điện 20.000 V vào tay cầm. Người đàn ông ngay lập tức bị điện giật ngất đi. Nghe thấy bên ngoài không còn có tiếng chuyển động, cô cẩn thận mở cửa, sau đó cô cẩn thận đi qua. Không ngờ người đàn ông bất ngờ tóm lấy cô gái, người phụ nữ ngã xuống đất và ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng nhặt chìa khóa dưới đất lên, nhanh chóng đi đến cửa để chạy trốn. Ai mà ngờ rằng có người gõ cửa. Hóa ra vừa rồi tiếng hét của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của hàng xóm. Họ đặc biệt tốt bụng xuống xem xét tình hình. Tên trộm nhìn qua mắt mèo thấy đối phương muốn báo cảnh sát. Người đàn ông nhanh chóng cải trang, anh ta giả vờ đang chơi cosplay. Và sau đó đôi vợ chồng trẻ đã bị lừa. Anh ta không hề biết rằng người phụ nữ ở tầng 2 đã tỉnh dậy. Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ, bởi vì điện thoại không kịp sạc pin, liền dùng máy tính bảng để gửi tin nhắn cầu cứu người bạn thân nhất của mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng của người đàn ông đang đi lên lầu, cô ấy nhanh chóng chui xuống gầm giường trốn. Không ngờ chiếc máy tính bảng bị bỏ lại. Người đàn ông lập tức lao tới, thu hồi lại tin nhắn đã gửi, sau đó nói cho đối phương là gửi nhầm. Người bạn thân ngay lập tức không nghi ngờ, nhưng đúng lúc người phụ nữ đang muốn trốn thoát, bất ngờ cô bị người đàn ông phát hiện, sau đó anh ta đẩy cô ngã xuống đất. Trong tuyệt vọng, người phụ nữ kéo khăn che mặt của người đàn ông ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức không nói lên lời, hóa ra là người quen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông chuyển phát nhanh chuyển đồ cho người phụ nữ. Anh ta nhìn chằm chằm vào đối phương, vị chồng của đối phương bắt gặp ngay tại chỗ, bởi vì có xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông lập tức phàn nàn về người chuyển phát, người quản lý ngay lập tức trừ tiền lương của anh ấy trong 20 năm. Người đàn ông tức giận không có nơi nào để trút giận, không ngờ rằng hôm nay anh ta lại được chuyển phát đến nhà người phụ nữ đó một lần nữa. Hắn tình cờ nghe được đối phương đang đi công tác và để chìa khóa ở dưới tấm thảm. Thế là người đàn ông có một ý tưởng táo bạo, anh ta vốn dĩ chỉ muốn vào lấy thứ gì đó có giá trị, cái này có thể coi như là bồi thường khoản tổn thất và còn trả thù được người phụ nữ. Không ngờ chủ nhân ngôi nhà này lại quay lại, người đàn ông nổi ý tình dục quyết định chiếm đoạt cả người lẫn tài sản. Ai mà ngờ người phụ nữ phản kháng đến chết, chỉ muốn trốn khỏi căn phòng, liền bị người đàn ông kéo lại. Cô ấy nhanh chóng tóm lấy cây gậy bóng chày và hạ gục con dao găm của đối thủ. Nhưng ngay sau khi chuẩn bị đòn tấn công thứ hai, cây gậy không may bị rơi và bị người đàn ông nhặt được. May mắn thay cô ấy cũng nhặt được con dao trên mặt đất. Thấy người đàn ông vẫn đang tiến lại gần, người phụ nữ vội vàng cầu xin sự thương xót, đưa cho anh ta tất cả những thứ có giá trị trong nhà. Bản thân cũng tuyệt đối không báo cảnh sát. Không ngờ rằng tiếng gõ cửa một lần nữa kêu lên, hóa ra vẫn là đôi vợ chồng trẻ. Họ nghe thấy tiếng ồn nên xuống kiểm tra. Người phụ nữ để chứng minh rằng không phản bội người đàn ông, cô ấy chỉ miễn cưỡng nói vài câu trước cửa, và người đàn ông cũng buông lỏng cảnh giác, sau đó đặt cây gậy xuống đất và bảo người phụ nữ cũng buông dao xuống. Nhưng mà khi cô ấy chuẩn bị buông dao xuống, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện. Hóa ra chàng trai trẻ này là ở đối diện người phụ nữ, anh ta cũng sớm đã có cảm tình với cô gái. Hôm nay thấy một người phụ nữ ra ngoài và đã thấy cô ấy để chìa khóa dưới chỗ thảm để chân, anh ta vui vẻ bước vào. Nhưng ngay khi anh ta đang ôm bộ đồ ngủ của người phụ nữ và ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng động tĩnh, chính là tên trộm đã đột nhập. Anh ta nhanh chóng trốn vào tủ quần áo, ở đây mới không bị phát hiện. Khi anh ấy đã nhìn thấy rõ ràng những gì vừa xảy ra, thấy người phụ nữ định đưa dao, thế là anh ta nhanh chóng đi ra và ngăn cản. Tên trộm nhìn thấy vậy liền nhặt cây gậy lên và đánh chàng trai trẻ bất tỉnh. Người phụ nữ nhân cơ hội này đánh lén hắn ta từ phía sau,
tên trộm đó cũng ngất đi. Lúc này đôi vợ chồng trẻ gõ cửa lần thứ ba, người phụ nữ nhanh chóng ra mở cửa. Đây là phần cuối của video, đọc xong mới hiểu một đạo lý, phụ nữ phải biết học cách tự bảo vệ bản thân mình, chìa khóa phải luôn mang theo bên người. Tập phim hôm nay đến đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.